Vâng, chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ so sánh cho mọi người hai dòng loa, một Agnos KS 361S 4.950.000, hai là dòng loa Agnos KS 361M giá nguyên bộ nó là 7.000.000 đồng. Có những điểm gì khác nhau và giống nhau, mình sẽ cùng nhau phân tích video này nhé. Đầu tiên, những cái loa có chữ S ở trong tên của loa của hãng Agnos đó là biểu hiện cho sự, đầu tiên là bộ micro bằng nhôm như thế này, thứ hai là cổng guitar, thứ ba là cổng optical. Đó, mình nhắc lại nha, những loa có chữ S ở trong tên cuối cùng, ví dụ như KS361S, KS360MS, KS361MS thì nó có là, thứ nhất là bộ micro bằng nhôm, thứ hai là cổng guitar, thứ ba là cổng optical. Đấy. Và những loa nó có chữ M ở trong tên của video, ví dụ như KS360ME, KS360M, KS361M, KS361MS, những cái loa có chữ M thì nó sẽ có những cái như sau. Đây. Nó sẽ có trong bộ, nguyên bộ của nó là một cái USB như thế này. USB đó nó chứa sẵn vài chục ngàn bài hát để nó có thể xuất lên TV để chúng ta hát offline. Đấy, và cái bộ đó như sau, nó bao gồm như này mọi người nè. Cái bộ mà nó có chữ M trong tên của loa của hãng Agnos đó mọi người. Thứ nhất nha, là nó có cái cổng này là cổng video out để xuất lên TV thường. Cái này để xuất âm thanh ra loa stereo. Đấy. Đây là cổng HDMI dành cho TV, những TV đời mới bây giờ thì nó sẽ nhận được cổng HDMI thì nó có thể truyền được hình và tiếng, còn cái này nó chỉ truyền được video thôi. USB karaoke nó có thể nhận được cái USB này. Đó, cái này USB karaoke nhé. Còn bình thường USB khác là USB nhạc. Rồi, những loa có chữ M thì nó sẽ được cái như vậy mọi người. Còn cái loa mà nó có cả chữ M và nó có cả chữ S, ví dụ như KS360MS hoặc KS361MS thì nó sẽ lấy hai cái tinh túy nhất của hai cái này, KS361S và KS361M. KS361MS thì nó sẽ trộn chung được hai nhất của hai cái này lại với nhau. Ok. Điểm khác nhau tiếp theo, KS361S nó sản xuất nguyên thùng nguyên chiếc tại Trung Quốc. Đấy, KS361M nó sản xuất nguyên thùng nguyên chiếc tại Việt Nam. Đó, tại nhà máy Hammer công nghệ Hàn Quốc đặt tại Nhân Trạch. Đấy. Hàn Quốc và Trung Quốc nó có gì khác nhau? Khác nhau là do người đặt, do cái hãng nó đặt để cho cái giá thành nó khác nhau để phù hợp mỗi phân khúc khác nhau. Ví dụ như sản xuất ở Trung Quốc này mọi người thì cái lớp da mọi người nhìn nè. Lớp da nó cứng hơn. Mọi người nhìn kỹ nè, lớp da nó cứng hơn. Đó, và cái đường may mũi chỉ nó không có đẹp bằng. Và cái thứ ba. Đó. Thứ nhất cái này trước mọi người ha. Đó, lớp da ở đặt tại công nhà máy Hàn Quốc thì nó mịn hơn nè, nó mềm, nó mịn hơn và nó sang hơn. Cái mũi chỉ nó cũng khác nè. Đấy, mọi người nhìn cái mũi chỉ đây nè, khác nhau. Rồi, linh kiện á thì giống nhau, linh kiện bo mạch đồ đây thì nó giống y nhau hoàn toàn. Nhưng hai dòng loa này nó có khác nhau một chút xíu về cái chất âm khi chúng ta phát ra nhạc á. Lý do ở chỗ là cái gỗ nó đóng khác nhau, chất gỗ ở cái này nó khác chất gỗ cái này, nên là có một xíu về chất âm nhạc á nó khác nhau. Đó là ở cái phần gỗ nha. Rồi, khi chúng ta mua loa KS361M á, thì sẽ được tặng một cái túi vải là tặng kèm. Đó, còn KS361S thì chúng ta, nếu chúng ta muốn thì chúng ta phải mua riêng. Rồi, đó là những cái điều khác nhau mọi người nha. Đây, KS361M thì nó xài bộ mic này. Bộ mic bằng nhựa, cái thân nhựa thôi. Đó, còn bên đây thì nó xài bộ mic bằng kim loại. Rồi, khi mà loa nó có chữ M trong đó, nghĩa là nó có chứa sẵn đầu karaoke trong đó, thì nó có thêm một cái bộ remote này để chúng ta sử dụng trên TV nè. Nó có một cái dây HDMI này để chúng ta xuất lên TV. Đấy. Rồi, đó là những điểm khác nhau đó mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta tới điểm giống nhau nhé. Cân nặng xem nhau khoảng 8,5 kg. Rồi, công suất khoảng 90W. Như nhau, công suất thật á, 90W. Vì cái cấu hình của nó là một cái loa sub là mình nhớ không nhầm là 5 in, một cái loa sub 5 in, hai cái loa splitter là hai loa chép là mọi người là 3 in và hai loa chép nhỏ là 2 in. Đó là khác giống nhau mọi người nhé. Rồi, đó là những điểm giống nhau và khác nhau. Rồi, hai dòng loa này đều sử dụng được cái app Cloud Karaoke. Cái app Cloud Karaoke này nó khác, đó là điểm giống nhau nhé.
hai loa này đều sử dụng được app Cloud Karaoke. App Cloud Karaoke này thì nó có thể chọn theo một list danh sách trên điện thoại, máy tính hoặc là iPad, tablet. Đó thì nó có thể chọn rất là nhiều bài. Giống như một cái list danh sách thì chúng ta không sướng hơn khi chúng ta hát ở YouTube á. YouTube thì hết bài, chúng ta phải qua bài. Hết bài chúng ta chọn bài mới, nhưng mà này nó chọn một list danh sách là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không có bị quảng cáo ở trong app này. Cái thứ ba là nó có thể chỉnh được bass, chép, echo ở trong đấy luôn. Rồi mid bass, mid chép ở trong đấy, cũng như là bass chép của nhạc ở trong cái app Cloud Karaoke đấy. Đó. À, loa Agnos KS361S này thì nó vẫn có chức năng là selfie và ghi âm, selfie hình và ghi âm giọng hát, nhưng mà chúng ta phải cần hai cái điện thoại chúng ta mới làm được gì đó. Còn dòng loa KS361M nó có thể chức năng selfie và ghi âm giọng nói chỉ bằng một cái điện thoại thôi. Đó, loa khác biệt, cái này vẫn làm được nhưng mà nó cực hơn. Nên nếu mọi người muốn thì mình sẽ, nếu mọi người quan tâm về cái vấn đề đó thì mọi người hãy comment dưới, mình sẽ làm video riêng về cái này. Đấy, còn dòng loa này thì nó sẽ sử dụng một cái app như thế này mọi người nè. Điều khác biệt nha, điều khác biệt giữa những loa có chữ M á là nó có thể sử dụng thêm cái ứng dụng này mọi người nè. Ứng dụng này cho phép hát karaoke offline bằng 8 cái điện thoại. Đó, hoặc là chúng ta có thể thay thế một cái remote để chúng ta xuất hình ảnh lên TV. Đấy. Rồi, hai dòng loa này đều sử dụng Bluetooth 5.0. Đó, chuẩn Bluetooth hiện tại là Bluetooth 5.0 thì nó có thể đi rất xa. Ngày hôm trước thì mình có quay, mình có đi giao cho một anh khách ở quận 12 thì mình đã test thử. Rồi chào mọi người, mình đang test dòng loa KS361S ở tuốt ở xa kia, mọi người đang giao cho khách hàng ở nhà quận 12 thì đang kết nối với chiếc điện thoại này. Đấy, thì cách khoảng 25m Bluetooth. Rồi, một điều tiếp theo đó mọi người, thì hai dòng loa này đều sử dụng chip DSP. Đấy, theo mình biết chip DSP nó sẽ có chức năng á là nó sẽ điều hòa. Nó điều hòa giống như là loa bass mà nó quá ngưỡng nó sẽ kìm lại để cho nó không có vượt đó, để nó không có bị bể bass. Nên là hồi trước mình đang sử dụng một cái loa KS361S của mình luôn, mình mở hết cỡ nó vẫn không bị bể bass. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có thể lưu được cái hiệu chỉnh. Nghĩa là ví dụ như ta để ở đây, chúng ta xách ra ngoài trời đi, chúng ta tăng bass, tăng chép rồi lên. Đó, chúng ta lưu lại cái chức âm bass chép của riêng nó thì chúng ta lưu đó. Xong chúng ta đem về đây thì chúng ta bật lại ban đầu. Chúng ta muốn đem ra bên ngoài để cho nó phù hợp thì chúng ta bật lại cái chúng ta đã lưu thì nó lại phù hợp với không gian bên ngoài. Đó là cái chức năng của chip DSP. Đấy. Và một điều tiếp theo nữa đó là sử dụng pin Li-ion. Lithium ion hoặc là pin Li-ion đều là một. Hoặc mọi người thấy những cái pin gọi là pin 18650 á cũng gọi là pin Li-ion luôn. Đấy, thì cái chức năng pin này nó sẽ tốt hơn ắc quy trì á, là nó cái tuổi thọ nó bền hơn. À, khi sạc vô thì nó ít bị chai pin hơn là chúng ta sử dụng ắc quy trì. Thường thì mình đã tìm hiểu đó mọi người, thì cái thường thì tuổi thọ của pin ắc quy trì á khoảng 1 năm. Đó trung bình á, còn mà pin Li-ion thì khoảng 4 đến 5 năm, đó là điều khác biệt. Rồi, đó là những điều mình tìm hiểu được và cũng như là trải nghiệm sau một thời gian mình kinh doanh hai dòng này. Đấy, mọi người có những thắc mắc gì có thể bình luận bên dưới nhé, hoặc là muốn mình so sánh cho mọi người hai dòng loa nào có thể bình luận bên dưới. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người muốn test những cái loa này, mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.